Dạ, em xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em nha. Bây giờ là 12 giờ 25 phút cô chú anh chị. Thì em có lướt nhẹ trên fanpage và em thấy là chị Hồng Ni có chia sẻ một cái dòng trạng thái cả nhà. Cũng khá là thú vị nè cả nhà. Cho nên là em chia sẻ lại cho cô chú anh chị mình được biết ha. Thì ở trên trang fanpage chị Hồng Ni đã có viết những cái dòng như thế này nè cả nhà. Fanpage của chị có cái tên là Nina Nasi Nguyễn. Thì bây giờ em sẽ đọc lại nguyên văn cho cả nhà mình nghe ha. Thật ra hồi xưa em còn nghèo, khác xưa lắm. Không như bây giờ. Bây giờ em còn nghèo hơn, ca ca. Khổ thân mấy anh chị bên kia quá. Nghèo hay giàu cũng không ảnh hưởng đến pháp lý của Hồng Loan. Miễn sao từ đây đến cuối đời Hồng Loan không nợ nần gì em nha. Em không tách khỏi Hồng Loan được đến khi nào Hồng Loan được yên ổn. Khỏi lo cho em. Chấm chấm chấm. Chấm hết. Khỏi giả vô danh phàn nàn. Là cô có nhiều người vô công kích nói em không lo gia đình mà lo chuyện bao đồng. Nói cả nhà. Cái này chắc là bên phe đối lập á cả nhà. Nói chị Ni ha. Thăm gia đình, con cái không có nhiệm vụ để báo cáo, không để ba mẹ đói rất là được. Em tự quán xuyến khoảng thời gian và công việc của em. Em nhìn tin nhắn lo nghĩ cho em thì em đều cảm nhận được. Nhưng đâu đó, nhiều tin nhắn muốn em chấm dứt với Hồng Loan ngay lúc này. Thuyết âm mưu này nên thay đổi chiến lược, đổi sang đối tượng khác. Phí thời gian. Thân gửi đến kền kền, luôn yêu thương, sai trái với căn bệnh ung thư nhận thức. Chị Hồng Ni nói câu nào thấm câu đó cả nhà. Bỏ ngay cái sách đê hèn giùm. Bỏ ngay cái sách đê hèn giùm tôi. Để còn cái ngẩng cao đầu vì mình ung thư nhận thức. Thì tự tiêu hủy thanh danh được rồi, kéo theo con cháu tội nghiệp chúng. Đó, cả nhà thấy là chị Hồng Ni lên tiếng là câu nào là thấm vô đầu cô đó ha cả nhà. Đó, đây là những cái tin nhắn nha cả nhà. Đó. Cái tin nhắn chị Hồng Ni chỉ chụp lên cho cả nhà mình xem là có một số người đang tìm hiểu về em. Đây là ông xã em hay sao? Tụi nó nói năm 2013 em còn nghèo. Chỉ có nói là em giàu có lên cũng nhờ chồng em giàu. Chỉ có nói là em giàu, chồng em giàu. Họ đang đi tìm thân phận của em. Quá trời quá đất. Em nghĩ thì chắc là phe đối lập đang muốn tìm hiểu là chị Hồng Ni như thế nào cả nhà. Thì mấy ngày gần đây thì em cũng cũng nghe rất là thông tin. Thì cũng có một khán giả ha vô kênh em bình luận, bữa trước em đăng cái hình chị Ni là ngồi ngã vô vai của Hồng Loan á cô chú anh chị. Thì cái người đó cũng nói là như thế này nè cả nhà. Đó cả nhà thấy không? Đó cái bình luận này nè. Ni nên về Úc với gia đình một thời gian để nghỉ ngơi, chơi với con cái đi. Nhìn em thấy thương quá. Đó. Cái này là chị khán giả này là quan tâm á cả nhà. Đó. Chị bình luận với cái ý là quan tâm ha, thấy thương chị Ni á cả nhà. Đó. Thì bên cạnh đó thì cũng có nhiều khán giả thì cũng có nhiều người á cả nhà, giống như là bên phe kênh kênh á. Đó. Thì có nhiều khán nha, có nhiều người là bên fan của bún bò Cần Cần đó cả nhà. Thì giống như là muốn tách chị Ni ra khỏi Hồng Loan á, muốn Hồng Loan là muốn Hồng chị Ni là không còn ở bên cạnh nữa, là để làm hộ pháp cho Hồng Loan nữa cô chú anh chị. Đó, thì bây giờ giống như họ nghĩ là loại một người thì đỡ một người á cả nhà. Nhưng mà chị Ni lên tiếng rồi. Chị Ni nói là chị sẽ không tách rời Hồng Loan ha, không tách khỏi Hồng Loan cho đến khi nào Hồng Loan được yên ổn. Đó. Khỏi lo cho em, chấm hết. Đó, nói một câu nghe chấm hết luôn cả nhà. Khỏi giả danh vô phàn nàn và có nhiều người vô công kích nói không lo gia đình lo chuyện bao đồng. Đó, chị Ni á, thì chị không lẽ mỗi lần chị về thăm gia đình và chị báo cáo là mà như thế nào thì chị phải báo cáo với cộng đồng mạng hay sao, đúng không cô chú anh chị? Chị có cái cách của chị đó, chị chu toàn vừa lo gia đình nè vừa có thể giúp đỡ cho Hồng Loan ha cả nhà ha.
Fair cần cần á, thì dùng đủ mọi cách để chia rẽ chị Ni, tách chị Ni ra khỏi Hồng Loan đó. Cả nhà thì chị Ni nói một câu như vậy thì cần cần thì coi như là chấm dứt rồi, bỏ ý định đi ha cần cần, cô chú anh chị. Thì hôm nay thì chị Ni Ni là nói thẳng mặt cần cần này đó cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ xem những cái bình luận của khán giả ha, khán giả yêu thương ủng hộ chị Ni nè cả nhà đó. Chị khán giả nói là thương chị của em, cũng có khán giả là chia cái nghèo của chị sang em một chút. Không, chị tự nhiên muốn nghèo như chị. Cái nhà trời thấy thương quá cả nhà. À, một khán giả khác thì lại nói là chị Ni rất giàu tình cảm ha. Còn nhiều cái nhiều bình luận nè, cần cờ nổ mưu không thành với tinh thần thép của chị Ni, thật sự luôn cả nhà, ủng hộ em bắt tụi nó sao kìa. Sự cao em nể phục chị Ni, mong các anh chị đoàn kết vững tâm và đồng lòng để vượt qua cơn bão chia rẽ này. Cả nhà thấy là thủ đoạn của kênh kênh thì nói chung mà rất là nhiều hả cả nhà ha, tìm mọi cách luôn á cô chú anh chị, chia rẽ nè. Khi mà thấy mà trong nội bộ mà tay yêu thương mà có cái vấn đề gì á thì bên kênh kênh rất là đắc ý cả nhà. Nhưng mà tem yêu thương vì yêu thương mà đến thì hòa đồng lại thì bên cần cần chắc rất là thất vọng á. Và làm sao mà tháng 9 đúng không cô chú anh chị? Đây có một khán giả cũng động viên tinh thần chị Ni nè, cố lên chị nhé, cứ dẫn bước mà đi, mọi người rồi sẽ luôn một phần nhỏ, luôn là một phần nhỏ để an ủi và động viên chị, luôn tạo cho chị động lực để giúp Hồng Loan. Thương chị một người tràn đầy nghị lực luôn giúp đời đó cả nhà. Thả một cái con icon hung cho tim bay chiêu chiêu. Âm mưu của hình kền là chia rẽ nè đó, cô chú anh chị mình thấy ha, rất là nhiều trái tim được thả nè. Còn cái một cái bình luận này khá là buồn cười nè cả nhà. Ni ơi, tụi nó đang chết mê chết mệt với cái nghèo của Ni ấy, tụi nó đang mơ cái nghèo của Ni chạy sang tụi nó ấy mà. Trời ơi, quá trời bình luận ha cả nhà ha, rất là nhiều bình luận luôn, rất là mọi người rất là yêu thương chị Ni ha. Nào một cái bình luận khác là chắc nghĩ dễ tách chị Ni và chị Hồng Loan lắm hay sao, xin lỗi nha, đầu chị Ni sạn lắc lắc hết có kêu rồi, bỏ ý định đi mấy ba mấy má. Trời ơi, nhiều khán giả bình luận cười xỉu rồi cả nhà, rất là vui ha. Chung là dù có dùng thuyết âm mưu gì đi chăng nữa nhưng mà chị Ni với một cái tinh thần thép ha, và fan yêu thương cũng với những cái tinh thần thép thì chắc chắn là không bao giờ mà tách rời được fan yêu thương vì yêu thương mà đến đâu cả nhà. Đó. Cho nên là chị hôm nay chị Ni lên nói thẳng mặt cần cần luôn, bỏ ý định đi, bỏ âm mưu đi cần cần ơi, mãi mãi sẽ không bao giờ tách tách khỏi chị Ni khỏi Hồng Loan được đâu. Và chị Ni như thế nào thì tự chị Ni sẽ biết ha. À, cần cần đừng có quan tâm chị Ni quá. Nhà cả nhà cái hình nè, hai chị em dễ thương quá ha. À, thì bữa trưa hôm nay thì đọc được cái dòng ta thuyết của chị Ni ha, chắc như thép ha cả nhà ha. Cả nhà thấy là chị, tuy là chị Ni và Hồng Loan là không có ruột thịt đó cả nhà, nhưng mà tình cảm thì còn hơn, có khi còn hơn cả người thân nữa cô chú anh chị. Và em mong là tất cả cô chú anh chị chúng ta cùng yêu thương, cùng ủng hộ Hồng Loan để vượt qua cái giai đoạn cuối này ha cả nhà. Trưa nay chia sẻ với cả nhà thông tin mới của chị Ni ha. Cả nhà yêu thương em thì cho em xin một like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký kênh nha cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nha.